xin chào tất cả các em cô xin tự giới thiệu cô là đỗ thị quỳnh giao giáo viên môn toán trường trung học phổ thông khói châu hôm nay rất vui được đồng hành với các bạn trong bài học phương trình đường tròn ở tiết trước các bạn đã được nghiên cứu về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng oxy hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về phương trình đường tròn được mệnh danh là đường cong hoàn hảo Chúng ta hãy bắt đầu bài học ngày hôm nay các em nhé. Trước khi vào bài, cô cùng các em chúng ta sẽ nhớ lại một số các kiến thức cũ để chúng ta có thể thuận lợi khi bước vào bài học ngày hôm nay. Các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô các câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Cho điểm A có tọa độ xA yA và điểm B có tọa độ xB yB. Hãy nêu công thức tính khoảng cách AB. Đây là một trong những công thức rất cơ bản, thế nên chắc các bạn có được đáp án rồi đúng không? Độ dài của đoạn thẳng AB bằng căn bậc 2 của (xB chứ xA) tất cả bình cộng (yB yA) tất cả bình. Câu hỏi thứ hai của cô. Hãy nêu định nghĩa đường tròn. Một đường tròn hoàn toàn xác định khi nào? các bạn đã biết trong mặt phẳng đường tròn là tập hợp các điểm cách một điểm y cố định một khoảng không đổi r lớn hơn không khi đó y được gọi là tâm của đường tròn r được gọi là bán kính của đường tròn và một đường tròn sẽ hoàn toàn xác định nếu các bạn biết được tâm và bán kính của nó vậy thì cô sẽ đặt ra một câu hỏi tiếp theo các bạn nhé một điểm M bất kỳ nằm trong mặt phẳng, nếu nó muốn nằm trên đường tròn thì nó sẽ phải thỏa mãn điều kiện gì? Các bạn hãy quan sát trên hình vẽ của cô. Khi M là một điểm bất kỳ nằm trong mặt phẳng, để nó nằm trên đường tròn tâm Y bán kính R, thì khoảng cách IM phải luôn luôn bằng R. Đây chính là một điều kiện cần và đủ để một điểm M thuộc đường tròn tâm Y bán kính R. Vậy, khi cô đưa một đường tròn tâm Y bán kính R vào trong mặt phẳng tọa độ OXY, khi đó chúng ta sẽ hoàn toàn chúng ta xác định được tọa độ của tâm Y là X0, Y0. Vậy thì với một điểm M có tọa độ XY, muốn điểm M thuộc đường tròn tâm Y bán kính R, thì XY sẽ phải thỏa mãn điều kiện gì? Chúng ta sẽ cùng vào bài học ngày hôm nay. Phần đầu tiên, cô cùng các em nghiên cứu đó là phương trình của đường tròn. Cô có một cái bài toán sau, trên mặt phẳng oxy, cô cho đường tròn C có tâm I tọa độ x0 y0 và bán kính là r. Tức là đường tròn này đã hoàn toàn xác định rồi đúng không các em? Cô sẽ xét một điểm M có tọa độ xy bất kỳ nằm trong mặt phẳng tọa độ này. Vậy thì điểm M có tọa độ xy thuộc đường tròn C khi nào? Và chúng ta đã biết M thuộc đường tròn C khi và chỉ khi khoảng cách IM bằng bán kính R. Tâm Y có tọa độ x0, y0. Điểm M có tọa độ xy. Vậy độ dài của đoạn thẳng IM áp dụng công thức chúng ta sẽ có căn bậc hai của x trừ x không tất cả bình cộng y trừ y không tất cả bình và vì vậy chúng ta sẽ có phương trình vì cả hai vế của phương trình này không âm thế nên cô bình phương cả hai vế nên ta có vậy một điểm m có tọa độ xy bất kỳ muốn nằm trên đường tròn c thì tọa độ của nó phải thỏa mãn phương trình trừ x không tất cả bình cộng y trừ y không tất cả bình bằng r bình. Và vì vậy, người ta gọi phương trình này là phương trình của đường tròn C. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể lập được phương trình của đường tròn C ở à, các bạn? À, rất đơn giản. Các bạn chỉ cần xác định được tọa độ tâm của đường tròn và tính được bán kính R của nó khi đó, tọa độ tâm và bán kính R nó sẽ xuất hiện ở đâu trong phương trình của đường tròn? Các bạn hãy cùng nhìn lên trên màn ảnh nhé. Tâm Y có tọa độ X0, Y0, các bạn nhìn. Vị trí của nó trong phương trình của đường tròn. Bán kính R. À, vậy các bạn xác định được tọa độ của tâm và tính được bán kính R thì các bạn sẽ lập được phương trình của đường tròn. Vậy ngược lại, nếu cô biết phương trình của đường tròn thì làm thế nào tôi xác định được tọa độ của tâm và bán kính của nó? Vậy giả sử tôi đã có phương trình đường tròn x chữ x không tất cả bình cộng y chữ y không tất cả bình bằng R bình. Để xác định được tọa độ tâm y của đường tròn, các bạn hãy nhìn này trong biểu thức đầu tiên x trừ x0 tất cả bình thì biểu thức x trừ x0 của chúng ta có hệ số tự do ở đây là trừ x0. Các bạn sẽ chỉ cần lấy hệ số tự do trừ x0 chia cho trừ 1 các bạn sẽ ra được hoành độ của tâm y. Và tương tự như vậy đối với biểu thức y trừ y0 thì lúc này hệ số tự do đó là trừ y0. Tôi chỉ cần lấy trừ y0 này tôi chia cho trừ 1 tôi sẽ ra được tung độ của tâm y Vậy nếu tôi biết được phương trình của đường tròn C có dạng x chữ x không bình cộng y chữ y không bình bằng r bình Các bạn sẽ chỉ cần lấy hệ số tự do của hai biểu thức chữ x và chứa y trong phương trình này Chia cho trừ 1 các bạn sẽ ra được tọa độ của tâm y Còn bán kính r các bạn sẽ lấy căn bậc 2 của giá trị nằm ở bên vế phải của phương trình Chúng ta hãy áp dụng điều này để làm cho cô một số các câu hỏi trắc nghiệm sau. Câu hỏi thứ nhất. Biết đường tròn C có phương trình x trừ 2 tất cả bình cộng y cộng 5 tất cả bình bằng 4. Hãy chọn cho cô một mệnh đề đúng. Các bạn để ý thấy ngay, đường tròn C có phương trình trừ 2 tất cả bình cộng y cộng 5 tất cả bình bằng 4. Vậy tôi sẽ đi tìm tọa độ của tâm y. Hệ số tự do trong biểu thức chứa x là trừ 2. Tôi chia cho trừ 1 và bằng 2. Vậy hoành độ của tâm y là bằng 2. Trong biểu thức thứ hai chứa y là y cộng 5. Hệ số tự do của tôi ở đây là cộng 5. Tôi lấy dương 5 chia cho trừ 1. Vậy nó bằng âm 5. Vậy tâm y sẽ có tọa độ là 2 5. Vậy đáp án A và đáp án D chúng ta loại bỏ. Còn đáp án B và đáp án C chúng ta hãy đi tính bán kính của đường tròn C. Vế bên phải của chúng ta bằng 4. Tôi lấy căn bậc 2 của 4 là bằng 2. Vậy đường tròn C có bán kính bằng 2. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án C. Chúng ta hãy cùng sang câu hỏi thứ hai các bạn nhé. Hãy nối mỗi dòng ở cột 1 đến một dòng ở cột 2 để được một khẳng định đúng. Ở cột 1, cô cho các bạn là phương trình của một đường tròn. Ở cột 2, đó là các biểu thức để xác định tâm và bán kính của đường tròn. Vậy công việc của các bạn hãy đi tìm tâm và bán kính của các đường tròn ở cột 1 để ghép với cột 2. Chúng ta hãy bắt đầu từ phương trình thứ nhất. X 2 tất cả bình cộng Y cộng 6 tất cả bình bằng 1. Hoành độ của tâm Y, hệ số của tự do trong biểu thức X 2 đó là 2 chia cho 1 bằng 2. Hệ số tự do trong biểu thức Y cộng 6 là bằng 6 chia cho trừ 1 bằng trừ 6. Vậy tâm y sẽ có tọa độ 2 trừ 6. Bán kính r bằng căn bậc 2 của 1 và bằng 1. Vậy đường tròn C lúc này có tâm y tọa độ 2 trừ 6 bán kính r bằng 1. Chúng ta sẽ có 1 nối với cột C. Phương trình thứ hai các bạn thấy nó hơi đặc biệt một chút đúng không nhỉ? Vế trái của tôi nó lại là x bình cộng y bình. Vậy tôi sẽ biến đổi thế nào đây? X bình cô sẽ viết thành x trừ 0 tất cả bình. Y bình cô viết thành y trừ 0 tất cả bình. Vậy lúc này chúng ta xác định được tâm y sẽ có tọa độ là 0, 0. Và bán kính r bằng căn bậc 2 của 2 năm tức là bằng 5. Vậy phương trình 2 chúng ta sẽ nối với cột D. Chúng ta sang tiếp đến phương trình 3 tương tự như thế. Tâm y ở đây sẽ có hoành độ 3 chia cho trừ 1 bằng trừ 3. Tung độ y bằng 0. Vậy tâm y sẽ có tọa độ trừ 3, 0 và bán kính R bằng căn 36, tức là R bằng 6. Vậy 3 nối với B. Phương trình 4. Tâm y có tọa độ 0 3, bán kính r bằng căn 6. Vậy đáp án 4, phương trình 4 chúng ta nối với cột A. Trong 4 phương trình này, các bạn thấy có phương trình 2 là phương trình khá đặc biệt và chúng ta đã xác định được tâm của đường tròn trong phương trình 2 trùng với gốc tọa độ O. Vậy chúng ta có một chú ý, mọi đường tròn nằm trong mặt phẳng Oxy mà có tâm trùng với gốc tọa độ O thì sẽ có phương trình là x bình cộng y bình bằng r bình, trong đó r lớn hơn 0 là bán kính. Chúng ta hãy làm một số các ví dụ tự luận các bạn nhé. Ví dụ 1. Hãy viết cho cô phương trình đường tròn C. Biết đường tròn C có tâm P tọa độ trừ 2, 3 và đi qua điểm Q có tọa độ 2, 3. Để lập được phương trình của một đường tròn, các bạn đã biết chúng ta cần phải xác định được tọa độ của tâm và tính được bán kính của nó. Vậy, lúc này, đường tròn C tôi đã biết tâm của nó là P, có tọa độ trừ 2 và 3. Công việc của các bạn bây giờ còn phải đi xác định bán kính của đường tròn. Đường tròn C người ta cho đi qua điểm Q. Vậy thì điểm Q sẽ nằm trên đường tròn C, tức là Khoảng cách từ tâm của C cho tới Q sẽ bằng bán kính R. Vậy bán kính R của đường tròn C sẽ chính là bằng độ dài của đoạn thẳng P, Q. Vậy chúng ta có đường tròn C. Có tâm P tọa độ trừ 2, 3. Bán kính R bằng PQ. Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm PQ các bạn biết rồi. Căn bậc 2 của 2 trừ đi trừ 2 tất cả bình phương. Cộng với trừ 3, trừ 3 tất cả bình phương và kết quả bằng 16 cộng 36 và bằng căn 52. Vậy tôi có thay vào phương trình ở trên, chúng ta có phương trình của đường tròn C sẽ là x trừ đi trừ 2 tất cả bình phương, tức là x cộng 2 tất cả bình phương cộng y trừ 3 tất cả bình bằng 52. Chúng ta hãy cùng sang tiếp ví dụ thứ hai. Hãy viết cho cô phương trình của đường tròn C. Biết đường tròn C có đường kính là PQ với điểm P có tọa độ trừ 2, 3 và điểm Q có tọa độ 2, 3. Chúng ta thấy ở đường tròn C lúc này tôi chưa biết tâm, cũng chưa biết bán kính. Nhưng tôi lại biết được rằng đường kính của đường tròn C là đoạn PQ. Vậy tôi sẽ xác định được tọa độ tâm Tâm Y của đường tròn C sẽ chính là trung điểm của đoạn PQ. Và bán kính R của đường tròn C lúc này chính là bằng đường kính chia 2, tức là bằng độ dài của đoạn PQ chia 2. Các bạn còn nhớ công thức tìm tọa độ trung điểm Y của đoạn thẳng PQ không? À, tọa độ trung điểm Y của PQ chính là bằng trung bình cộng tọa độ của P và Q. Vậy hoành độ sẽ là trừ 2 cộng 2 chia 2 và bằng 0. Tung độ sẽ là 3 cộng với trừ 3 chia 2 và bằng 0. Vậy đường tròn C sẽ có tâm Y tọa độ 0 0 và bán kính R chính là bằng PQ chia 2. Và PQ chúng ta tính được nó chính là bằng căn 52 chia 2. Vậy tôi lập được phương trình của đường tròn C. vậy từ đây các bạn thấy để viết được phương trình của một đường tròn các bạn sẽ phải xác định được tọa độ của tâm và tính được bán kính của nó khi đó phương trình đường tròn sẽ có dạng khi đó phương trình của đường tròn sẽ có dạng x chứ x không tất cả bình cộng y chứ y không tất cả bình bằng r bình vậy ngoài phương trình này ra Đường tròn còn có phương trình dạng khác nữa hay không? Chúng ta hãy sang tiếp phần 2 nhỏ. nhận dạng phương trình đường tròn. Cô xét đường tròn tâm y có tọa độ x0y0 và bán kính là R. Thì khi đó phương trình của đường tròn sẽ có dạng 1x-x0 bình cộng y-y0 bình bằng R bình. Cô sẽ đi khai triển phương trình này. Chúng ta sẽ được phương trình x bình cộng y bình trừ 2x0x trừ 2y0y cộng x0 bình cộng y0 bình bằng r bình. Cô chuyển r bình từ vế phải sang vế trái, chúng ta được phương trình. Để cho phương trình này được gọn gàng, chúng ta sẽ đặt a bằng x0 b bằng y0 và C bằng x không bình cộng y không bình trừ r bình. Khi đó chúng ta sẽ được phương trình dạng. Vậy, mọi đường tròn nằm trong mặt phẳng tọa độ OXY đều có phương trình dạng x bình cộng y bình trừ 2AX trừ 2BI cộng C bằng 0. Câu hỏi đặt ra của cô ngược lại mọi đường thẳng, mọi phương trình có dạng x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0 có phải là phương trình của một đường tròn hay không? Chúng ta hãy cùng vào bài toán. Hãy tìm cho cô tập hợp các điểm M có tọa độ xy trong mặt phẳng OXY biết xy thỏa mãn. X bình cộng y bình trừ 2AX trừ 2BI cộng C bằng 0. Bây giờ các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ biến đổi vế bên trái của phương trình này. Và vế bên trái của phương trình nó có dạng. Các bạn nhìn biểu thức x bình trừ 2ax, y bình trừ 2bi. Nó là bậc 2 đối với x và y và nó sẽ có dạng của hàng đẳng thức. Thế nên cô sẽ thêm bớt a bình cộng b bình vào cả hai vế của đẳng thức này. Chúng ta sẽ được đưa về hàng đẳng thức vế bên phải vế bên trái là x trừ a tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình vế bên phải sẽ là a bình cộng b bình và cô chuyển c sang tôi sẽ được là a bình cộng b bình trừ c đến đây rất nhiều bạn sẽ khẳng định luôn a à, vậy hai sẽ là phương trình của một đường tròn có tâm y tọa độ a b bán kính r bằng căn bậc hai của a bình cộng b bình trừ c nhưng các bạn lưu ý, điều này chưa đúng vì a, b, c là các số thực bất kỳ, thế nên a bình cộng b bình trừ c có thể âm, có thể bằng không và cũng có thể dương. Do đó lên, trong trường hợp a bình cộng b bình trừ c âm hoặc bằng 0 thì đây chưa phải là phương trình của một đường tròn. Và vì vậy, tôi sẽ có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất nếu A bình cộng B bình trừ C âm thì do x trừ A bình và y trừ B bình luôn luôn dương thế nên vế phải của luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 nên vế phải của chúng ta luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó trong trường hợp này không tồn tại điểm M. Còn nếu A bình cộng B bình trừ C bằng 0 thì x trừ A bình cộng y trừ B bình bằng 0 khi và chỉ khi x bằng A và y bằng B tức là lúc này điểm m sẽ trùng với điểm y có tọa độ a b còn nếu a bình cộng b bình trừ c lớn hơn không thì lúc này chúng ta mới lấy được căn bậc hai của a bình cộng b bình trừ c và tập hợp các điểm m lúc này là đường tròn tâm y có tọa độ a b và bán kính r bằng căn của a bình cộng b bình trừ c vậy đến đây chúng ta kết luận mọi phương trình bậc 2 đối với x y có dạng x bình cộng y bình trừ 2 ax trừ 2 bi cộng c bằng 0 chỉ là phương trình của một đường tròn khi a bình cộng b bình trừ c phải lớn hơn 0. Vậy chúng ta có kết luận. Các bạn hãy lưu ý cho cô cách xác định tọa độ tâm của đường tròn trong trường hợp phương trình x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0 là phương trình của đường tròn các bạn nhé. Khi nó đã là phương trình của đường tròn rồi thì hoành độ của tâm y các bạn sẽ lấy hệ số của x chia cho trừ 2. Hoành độ sẽ lấy hệ số của y chia cho trừ 2. Vậy thì để có thể xác định xem một phương trình bậc 2 đối với x và y có phải là phương trình của một đường tròn không thì công việc của các bạn là phải xác định được cho cô cụ thể các hệ số A, B, C sau đó kiểm tra điều kiện nếu A bình cộng B bình trừ C lớn hơn không tôi mới kết luận nó là phương trình của một đường tròn nếu không tôi kết luận không phải là phương trình của đường tròn Vậy cô cùng với các bạn sẽ làm một số các ví dụ áp dụng. Ví dụ 3. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của đường tròn? Nếu là đường tròn, hãy xác định tâm và bán kính của nó. Chúng ta có 5 phương trình bậc 2 đối với x và y các bạn nhìn ở trên bảng. Bây giờ cô cùng với các bạn, chúng ta sẽ xét từng phương trình một nhé. Chúng ta hãy bắt đầu từ phương trình ở câu A nào x bình cộng y bình trừ 2x cộng 4y trừ 4 bằng 0. Hãy xác định các hệ số A, B, C phương trình của đường tròn. Dạ. Vậy các bạn hãy nhìn mối quan hệ. Vậy chúng ta sẽ có trừ 2A sẽ bằng trừ 2 hệ số của x. Hệ số của y là trừ 2B sẽ bằng 4 và C bằng chữ 4. Giải hệ này tôi tìm ra được A bằng 1, B bằng chữ 2, C bằng chữ 4. Hãy kiểm tra cho cô điều kiện A bình cộng B bình trừ C nào. A bình cộng B bình trừ C tôi thấy bằng 9. Lớn hơn không? Các bạn lưu ý ở đây là trừ C và C nó bằng chữ 4. Vậy chỗ này nó thành là trừ của chữ 4 và cộng 4 các bạn nhé. Vậy cái hệ thức A bình cộng B bình trừ C đã dương rồi. Do đó nên tôi kết luận đây là phương trình của đường tròn. Có tâm Y, tọa độ là 1 trừ 2 và bán kính R bằng căn bậc 2 của 9 và bằng 3. Vậy chúng ta có câu A là phương trình của một đường tròn. Câu B, Đây cũng là phương trình bậc 2 đối với x và y, các bạn thấy là x và y có số mũ cao nhất là 2 này. Tuy nhiên, hệ số của x bình và y bình lúc này ở đây là bằng 3. Trong phương trình của đường tròn, hệ số của x bình và y bình là bằng 1, vậy tôi phải chuyển đúng về dạng chính tắc. Tôi sẽ chia cả hai vế của phương trình 2 này cho 3 để đưa nó về dạng chuẩn. x bình cộng y bình cộng 6x trừ 8y bằng 0. Bây giờ chúng ta hãy xác định A, B, C Hệ số của x là bằng 6 Vậy tôi có trừ 2A bằng 6 Hệ số của Y là bằng trừ 8 Tức là trừ 2B bằng trừ 8 Còn hệ số tự do C ở đây là bằng 0 Giải hệ này tôi tìm được A bằng 3 A bằng trừ 3 Và B bằng 4 Kiểm tra điều kiện A bình cộng B bình trừ C Bằng 25 lớn hơn không. Vậy tôi kết luận đây là phương trình của một đường tròn. Tâm Y có tọa độ trừ 3, 4 và bán kính R bằng căn bậc 2 của 2 năm, tức là bằng 5. Chúng ta hãy xác định câu C nào. Phương trình x bình cộng y bình trừ 2x trừ 6y cộng 15 bằng 0. Trong phương trình này các bạn thấy hệ số của x bình và y bình cũng là bằng 1 rồi. Vậy chúng ta sẽ đi xác định các hệ số A, B, C. Hệ số của x là bằng trừ 2, hệ số của y là bằng trừ 6 và hệ số tự do bằng 15 do đó ta sẽ có hệ. Tìm ra A bằng 1, B bằng 3, C bằng 15. Chúng ta hãy kiểm tra điều kiện A bình cộng b bình trừ c. Chúng ta nhận thấy a bình cộng b bình trừ c âm. Vậy đây không phải là phương trình của đường tròn. Bây giờ chúng ta hãy sang tiếp câu D nào. Phương trình ở câu D là x bình cộng 2y bình trừ 2x cộng 5y cộng 2 bằng 0. Các bạn cũng nhận xét đây là phương trình bậc 2 đối với x và y. Tuy nhiên, hệ số của x là bằng 1, hệ số của y bằng 2. Chúng ta sẽ không thể làm cách nào để đưa được hệ số của x và x bình và y bình về cùng bằng 1. Thế nên tôi kết luận đây không phải là phương trình của đường tròn. Câu E x bình cộng y bình cộng 2xy cộng 3x trừ 5y trừ 1 bằng 0. Các bạn cũng nhận thấy đây là phương trình bậc 2 đối với x và y. Hệ số của x bình và y bình đều bằng nhau và bằng 1. Tuy nhiên, trong phương trình này nó lại xuất hiện biểu thức 2xy mà trong phương trình tổng quát của đường tròn cô vừa đưa cho các bạn không có cái biểu thức này, do đó nên đây cũng không phải là phương trình của đường tròn. Vậy, cô cùng với cả các bạn chúng ta đã nghiên cứu được với một cái phương trình bậc 2 đối với x và y thì đâu sẽ là phương trình của đường tròn và đâu sẽ là phương trình không phải là phương trình của đường tròn. Và các bạn lưu ý cho cô một điều kiện cần để phương trình bậc 2 đối với x và y là phương trình đường tròn đó là hệ số của x bình và y bình bằng nhau và đưa được về là bằng 1. Và không xuất hiện biểu thức x nhân y trong phương trình này. Còn điều kiện đủ đó là điều kiện a bình cộng b bình trừ c phải lớn hơn không. Vậy bài ngày hôm nay cô cùng với các em đã học được hai dạng của phương trình đường tròn. Dạng thứ nhất đó là phương trình của đường tròn tâm y. Nếu tôi biết được tọa độ của tâm và tìm được bán kính của nó, khi đó đường tròn sẽ có phương trình x trừ x không tất cả bình cộng y trừ y không tất cả bình bằng r bình. Phương trình thứ hai là phương trình tổng quát của đường tròn. Mọi phương trình x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0 với điều kiện A bình cộng B bình trừ C lớn hơn 0 đều là phương trình của một đường tròn có tâm Y tọa độ A, B và bán kính R bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình trừ C. Các bạn hãy về nhà chúng ta luyện tập và làm cho cô các bài tập 1, 2, 3 trong sách giáo khoa. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài giảng chúc các bạn học tập thật tốt